cả vali chứa toàn trang sức kim cương bị thất lạc khi di chuyển ra sân bay, Lý Nhã Kỳ hốt hoảng. Thưa quý vị, trong livestream chiều 28 tháng 10, Lý Nhã Kỳ tiết lộ về sự cố thất lạc hành lý trong chuyến bay đến Doha, Qatar để tham dự sự kiện Fashion for Relief theo lời mời của sư mẫu Naomi Campbell. Trong livestream phát trên tài khoản Facebook cá nhân, Lý Nhạc Kỳ cùng ekip ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa khung cảnh tại Doha Qatar, nữ diễn viên diễn cái hông nổi bật thoải mái tạo dáng. Và cũng trong livestream, Lý Nhạc Kỳ tiết lộ sự cố bất ngờ sau khi đáp chuyến bay đến Qatar vào rạng sáng 28 tháng 10. Cô cho biết mình chỉ có 18 tiếng ở lại Doha để dự sự kiện rồi về lại Việt Nam nên lịch trình khá dày đặc vì bay khuya và cũng hơi mệt nên nữ diễn viên đã để quên một chiếc vali sách tay trên xe lúc di chuyển vào sân bay. Sau đó cả ekip phải quay ngược lại sân bay để tìm. Chiếc vali đó rất quan trọng với tôi bởi nó chứa những bộ trang sức kim cương cho sự kiện tối nay. Mọi người phải tìm tới 4 giờ sáng mới tìm thấy. Sau đó chỉ ngủ được vài tiếng là phải dậy để chuẩn bị mọi thứ cho sự kiện tối nay. Người đẹp góp vũng tàu kể. Sau khi phủ nhận tin đồn bị bắt được lan truyền trên mạng xã hội, Lý Nhã Kỳ liên tục cập nhật hình ảnh của mình trong chuyến đi đến Qatar như một cách để chứng minh. Trước đó, tối 27 tháng 10, trước giờ lên đường sang Doha, Lý Nhã Kỳ có bài đăng phản hồi về tin đồn không được bay. Cô khẳng định: "Sức khỏe tôi tốt và nhiều năng lượng tích cực, tôi vẫn bay được và chuẩn bị cất cánh." Sau khi đáp chuyến bay, cảnh đoàn của nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh có mặt ở một khách sạn sang trọng tại Qatar. Theo thông tin được chính sao phim Kiều Nữ và Đại gia chia sẻ, cô và ekip sẽ dự sự kiện Fashion for Relief của Báo Đen diễn ra vào tối 28 tháng 10. Đặc biệt, chủ trì sự kiện ở Qatar chính là công chúa Qatar Al-Mayasa bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, em gái của quốc vương đương nhiệm. Sau đó, ngày 29 tháng 10, Lý Nhạc Kỳ sẽ trở lại Việt Nam. hết tin đồn bị bắt dư lại bị cấm xuất cảnh sao riêng lý nhã kỳ lại dính nhiều tin tai bay và gió vậy nè thưa quý vị cách đây ít phút trên trang cá nhân của mình lý nhã kỳ chia sẻ hình ảnh cô và ekip đã đáp chuyến bay đến doha qatar tham dự buổi già tiệc từ thiện và buổi biểu diễn thời trang mang tên fashion for relief theo lời mời của siêu mẫu nami campbell theo Lý Nhã Kỳ, sự kiện này diễn ra thường niên, quy tụ 200 khách VIP là những tỷ phú giàu nhất thế giới. Đặc biệt, người chủ trì sự kiện ở Qatar chính là công chúa Qatar A.I. Mayasha bin Hamad bin Khalifa a Thani, là em gái của quốc vương đương nhiệm. Lý Nhạc Kỳ nói 29 tháng 10 cô sẽ về Việt Nam để tránh tin đồn bỏ trốn sang nước ngoài. Trước chuyến bay sang Qatar, nữ diễn viên cũng bị đồn là đã bị bắt và gần nhất là cấm xuất cảnh. Trao đổi với báo chí, Mỹ Nhân sinh năm 1982 khẳng định thời gian qua cô vẫn sống và làm việc bình thường tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều ngày qua, không ít những nguồn tin không chính thống đã đăng tải nhiều tin tức tiêu cực về kỳ. Không biết nhằm mục đích câu view hay vì trục lợi cá nhân. Nhân dịp nhiều thông tin nhiễu loạn này cũng giúp cho kỳ nhận ra ai là bạn, ai là bè. Cuộc đời chúng ta ai cũng sẽ có kẻ ghét người thương và nó là điều bình thường trong cuộc sống. Song Kỳ thấy mình may mắn bởi kết quả cho thấy Kỳ có nhiều bạn và cực kỳ ít bè, Kỳ thấy vui và hạnh phúc vì điều đó, cô chia sẻ. Đồng thời Lý Nhạc Kỳ cho hay, ai cần thông tin chính xác gì về cô có thể gọi điện hỏi trực tiếp tránh bị hoang mang bởi những tin đồn không có căn cứ trên mạng xã hội. Cuộc sống của Hoài Linh ở Mỹ thoải mái hơn, dễ thở hơn sau thị phi 14 tỷ. Thưa quý vị khán giả thân mến, khi những ồn ào tiên tư thiện lắng xuống, các ngôi sao của Lan Giải Trí đã bắt đầu quay trở lại showbiz. Người thì tất bật đi từ thiện miền Trung, người thì râm rộ lai like show khoe của khoe con, có người thì chọn cách sang Mỹ để rời xa những ồn ào tai tiếng. Bằng cách này hay cách khác, các sao Việt cũng đã có những động thái tẩy trắng và phải nói, phần nào thành công khi Thủy Tiên liên tục được báo giới cấp fan tung hô vì đã bỏ qua chuyện cũ, vẫn lao vào dầm lũ, cứu trợ người dân miền Trung. Còn Đàm Vĩnh Hưng thì được ngợi ca là ông bố, đồng thời cũng là ba mẹ của năm khi yêu thương bảo vệ con mình. Khác biệt nhất, có thể kể đến Hoài Linh khi chọn cách im lặng trước luôn bảo tố của dư luận. Cho đến nay, vẫn kính tiếng khi nhận show từ hội chợ cho đến từ thiện. Cả khi có tên trong giải Mai Vàng và ngay cả lúc trở lại Mỹ, thì nam danh hài này thoát ẩn thoát hiện. Chỉ đến khi báo giới lên bài hai người thân đăng ảnh thì mới rõ các động thái của Hoài Linh. Và có vẻ, Hoài Linh thiệt hại khá nặng nề khi cộng đồng mạng mãi vẫn chưa chấp nhận để nam danh hài này quay lại showbiz. Thế nên liên tục, Hoài Linh vấp phải sự chỉ trích khi được đề cử giải Mai Vàng hay góp mặt trong chương trình từ thiện Tìm Mẹ Trong Mơ. Vậy nên, lặng lẽ rồi Việt Nam năm danh hai trở lại Mỹ, đoàn tụ cùng con trai ruột cũng như nhận show diễn tại Mỹ. Mới nhất, một bài báo với tiêu đề Hoài Linh sang Mỹ, đi diễn được ủng hộ đoàn tụ với con trai. Xin trích đọc quý vị nghe để quý vị hiểu hơn về cuộc sống của Hoài Linh hiện tại khi rời Việt Nam trở lại Mỹ như thế nào quý vị nhé. Thời gian gần đây, Hoài Linh thường xuyên trở lại showbiz với nhiều hoạt động hơn. Bỏ qua những ồn ào, nam danh hài chăm chỉ đi lưu diễn trong và ngoài nước. Gần đây, anh bốn đã sang Mỹ đoan tụ với con trai và đích thân vào bếp nấu ăn. Trên trang Facebook cá nhân, Võ Lê Thạch Vinh, con trai ruột Hoài Linh đã đăng tải hình ảnh của ba khi sang Mỹ. Nam danh hài và quý tử vô cùng hạnh phúc khi được đoan tụ cùng nhau anh bốn rất yêu thương cưng chiều con trai nên đã đích thân vào bếp để nấu ăn. Có thể thấy, dù sang Mỹ nhưng Hoài Linh vẫn vào bếp nấu toàn những món ăn dân giả dạ Việt Nam như thịt kho tiêu, mướp, cà, các loại rau. Nam danh hài cùng con trai và một số người thân quay quần bên nhau và có bữa ăn đầy ấm áp, vui vẻ. Trước đã ít ngày, Hoài Linh cũng đã có buổi biểu diễn tại Mỹ và nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ. Hàng nghìn khán giả đã có mặt trong show và thích thú khi có cơ hội xem anh bốn diễn hài. Khi sang Mỹ, nam danh hài được con trai đích thân đưa đón bằng xế hộp tiên tỷ. Dẫu vậy, nhưng Hoài Linh vẫn diện trang phục giản dị, gắn liền với vẻ ngoài mộc mạc của mình có thể thấy anh muốn lấy lại cân bằng trong cuộc sống sau những ôn ao về tiền từ thiện nam danh hài đã có khoảng thời gian vui vẻ bên người thân khi vi vu tại xứ cờ hoa được biết con trai hoài linh hiện đang là kỹ sư làm việc cho hãng hàng không mỹ thành vinh không nối nghiệp nghệ thuật của ba hoài linh hạnh phúc vì giờ đây con trai ruột đã khôn lớn và thành tài Hiện tại, nam danh hài thoải mái tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên quý tử và người thân trong khoảng thời gian sang Mỹ. Vâng thưa quý vị, đây là bài báo mới nhất thông tin về cuộc sống hiện tại của nam danh hài Hoài Linh. Có vẻ như việc đổi phong thủy đã giúp Hoài Linh thoải mái nhẹ nhàng hơn sau thị phi 14 tỷ mãi chưa chịu lắng xuống. Và suy xét ra, Thủy Tiên, đam Vĩnh Hưng kể cả Hoài Linh giờ đây đã vân nao tẩy trắng được vết nhơ đã từng có. Tuy nhiên, tẩy bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng đã dính chàm sạch trong mắt bộ phận công chúng dễ dãi nhưng chắc chắn sẽ còn bị cộng đồng mạng khơi lại dai dai nghi án ăn ngậm tiền từ thiện của người dân lúc khó khăn đang trông chờ vào sự giúp đỡ